Những ngày qua, hai cái tên Natalie và Ngọc Trinh trở nên nóng hơn bao giờ hết khi liên tục có hành vi khẩu chiến không có điểm dừng. Câu chuyện bất ngờ xuất hiện người thứ ba chen vào, đó chính là Cao Thái Sơn, khi anh lên tiếng bênh vực Ngọc Trinh và ngay lập tức bị Natalie chửi thẳng mặt. Đêm 22 tháng 4, Natalie tiếp tục livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, tặng quà là các món đồ có trong nhà vì anh thích tặng mọi người, đồng thời hứa lần tới sẽ livestream tặng kim cương. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi bỗng nhiên một vài bình luận lại nhắc tới Cao Thái Sơn và Ngọc Trinh. Như đã nói từ trước rằng bản thân có máu chó, Natalie quyết không tha, buông lời chỉ mắng Cao Thái Sơn ngay trên livestream bằng một vài thứ tiếng. Trong lúc Natalie livestream, Cao Thái Sơn đang status dài, chia sẻ tâm trạng buồn bã vì lội vào vũng bùn thối. Anh cho rằng đã thu thập hồ sơ để chuẩn bị kiện Natalie vì những xúc phạm, đồng thời cho biết theo một nguồn tin tài sản mà Natalie khoe là của bố dượng anh ấy mà thôi. Ngay khi biết được thông tin, Natalie mắng chửi Cao Thái Sơn thậm tệ. Nam ca sĩ mắng Cao Thái Sơn là ít học vì thực tế bố dượng anh đúng là giàu thật, nhưng là giàu về trí tuệ. Còn nếu Cao Thái Sơn muốn kiện, anh sẽ quyết chơi đến cùng. Không những thế còn rủ thêm người kiện cùng luôn. Biết rằng câu chuyện của Cao Thái Sơn đang khiến mình mất hứng, Natalie nhanh chóng dừng lại, tiếp tục lấy niềm vui là tặng quà người hâm mộ, sau đó mở live show hát bằng nhiều thứ tiếng cho mọi người nghe. Cũng trong lúc Natalie livestream, Cao Thái Sơn thu thập hồ sơ kiện tụng, Ngọc Trinh bất ngờ có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Nếu như những lần trước nữ hoàng nội y chỉ im lặng không nói gì, đêm nay cô share hàng loạt story mà người hâm mộ gắn thẻ mình. Tất cả các story đó đều hướng về cùng một nội dung, đó là thương nữ hoàng nội y đang phải chịu ấm ức, dặn dò cô phải mạnh mẽ, đừng khóc vì nếu Ngọc Trinh khóc, fan sẽ rất buồn và cũng khóc theo. Giữa hàng loạt story buồn bã, Ngọc Trinh cũng cho người hâm mộ biết rằng vào tháng 5 tới cô sẽ có buổi off fan tại Đà Lạt, hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người. Không biết rằng trận khẩu chiến này khi nào sẽ có hồi kết, nhưng đoán chắc là cư dân mạng cũng đang mong chờ cái kết lắm rồi đây.